Xin chào, chào mừng các bố mẹ đến với chương trình hướng dẫn ăn cùng với Famicook. Mình là đầu bếp Hoàng Cường. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho bố mẹ làm một món sữa hạt, đó là món sữa hạt sen đậu xanh. Để làm một lít sữa hạt này, chúng ta cần chuẩn bị 30g hạt sen và 30g hạt đậu xanh. Hạt sen chứa nhiều các thành phần khoáng chất quan trọng. Nó giúp cho bé phát triển tốt về thần kinh và trí não. Ngoài ra còn giúp cho trẻ ngủ ngon hơn và hỗ trợ phát triển xương khớp. Bố mẹ có thể chọn hạt sen tươi hoặc là hạt sen khô. Đậu xanh rất giàu protein, cung cấp dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển của trẻ mà không gây nên hiện tượng dị ứng. Với dụng cụ chế biến, chúng ta cần chuẩn bị một máy xay có công suất lớn để đảm bảo hạt được xay mịn. Bố mẹ có thể sử dụng các loại máy xay chuyên dụng hoặc là máy xay sinh tố tại nhà. Một nồi để nấu sữa. Một túi lọc sữa hạt. Nếu không có thì bố mẹ có thể dùng chiếc dây lọc inox. Tuy nhiên nó sẽ không thể lọc tốt được như túi lọc chuyên dụng. Các lọ thủy tinh để trữ sữa uống dần. Kích cỡ lọ bố mẹ tự lựa chọn sao cho phù hợp. Bố mẹ cho đậu xanh vào một bát, sau đó thêm nước. Chúng ta cần ngâm khoảng 8 tiếng. Nếu bố mẹ dùng hạt sen tươi thì không cần phải ngâm. Và cần cẩn thận bóc đôi hạt sen ra để loại bỏ nốt phần tâm sen còn sót lại. Nếu không thì sữa sẽ bị đắng nhặng nhặng và hơi khó uống. Nếu là hạt sen khô thì bố mẹ ngâm luôn cùng với đậu xanh. Sau khi ngâm đủ thời gian, bố mẹ đổ bỏ nước và lọc lấy phần hạt để mang đi chế biến. Vỏ đậu xanh thì bố mẹ có thể không cần phải đãi bỏ vì chúng ta sẽ còn một bước lọc sữa nữa. Để xay sữa, bố mẹ cho hạt sen và đậu xanh vào máy xay. Cho thêm 1 lít nước. Bố mẹ bật máy và xay thật nhuyễn mịn hỗn hợp trên. Sau khi xay mịn, bố mẹ đổ sữa vào túi và lọc bỏ phần xác. Khi lọc, bố mẹ nhớ sử dụng găng tay để đảm bảo vệ sinh nhé. Tiếp theo, bố mẹ cho sữa đã lọc lên bếp, bật nhỏ lửa, khuấy đều tay. Bố mẹ tiếp tục giảm nhỏ lửa để sữa sôi liu riu. Thỉnh thoảng chúng ta đảo đều để sữa không bị khê. Và đun từ 10 đến 15 phút. Khi thấy sữa sánh lại, thơm mùi hạt, không bị ngái của mùi hạt sống là sữa đã chín rồi. Vậy là bố mẹ đã hoàn thành món sữa hạt thơm ngon và bổ dưỡng cho con. Bố mẹ rót sữa ra các lọ để nguội là chúng ta có thể thưởng thức được rồi. Sữa được bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh, có thể dùng từ 2 đến 3 ngày. Đây là công thức cơ bản, nếu bố mẹ muốn sữa đặc hơn hay là loãng hơn thì bố mẹ có thể điều chỉnh lượng nước khi chúng ta xay hạt. Hy vọng là với những hướng dẫn này thì bố mẹ có thể là dễ dàng thực hiện cho con. Và nếu bố mẹ có thành phẩm thì hãy nhớ chụp hình lại và khoe với mình qua inbox nhé. Xin chào và xin hẹn gặp lại bố mẹ trong những video tiếp theo.